Trời ơi, nó tự leo lên ghế nó đàn luôn kìa cô chú ơi. Con có thích đàn piano không? Mốt mày cho con đi học nha. Chở bùng 4, 5 tuổi đi, 5 tuổi đi mày cho đi học chứ giờ chưa học được. Hay gì? Hai tay luôn. No, đàn hai tay luôn. Do, re, mi, fa. À, không chỉ rồi, tự đàn. Trời ơi, tự động leo lên ghế rồi mở ra rồi ngồi đàn luôn. Sao nó biết? Rồi, đúng rồi, con phải chờ. Đúng rồi, mở lên con phải chờ, con mới bấm được. Nó tự mở luôn, nó hay chưa cô Trung? Ngồi thẳng lên con. Ngồi thẳng. Nghe mày kéo ra một chút. Oops. Giỏi dữ rồi trời ơi. À, không cho đàn. That's my hair. Trời ơi. Ai mua? You order more. Cái gì ai mua? The order mua hả? You order. Ừ, thì mẹ là người mua chứ ai? Ngọc hỏi ai mua, nó nói mẹ là người order, là người mẹ người đặt hàng. Trời. Nó còn nói là du mua nữa chứ. Ai nó nghe nè, nó chuyện mẹ không có dùng từ du nghe chưa? Con nói là mẹ mua. Sao con không nói là du mua nghe không? Không được kêu mẹ bằng du nghe không? Cười tao đập cho bây giờ chứ cười. Kêu mẹ bằng mẹ đàng hoàng, không có dùng du nghe không? Cười không? Trời, hỏi ai mua nó nói du mua, có được đời. Mà nó không có nói mình mua, nó nói đó mình order. Ai mua? That's mine. Ai mua? Ồ, cái đó của con á hả? Dữ chưa? Nếu nha, nhưng mà bây giờ con có muốn về đi về gặp Audrey không? Con có nhớ Audrey không? Audrey missing too. À, Audrey nhớ con luôn hả? Sao con biết? Mẹ không biết Audrey gì chay về, chay. Nó hello Audrey, Audrey còn nhớ chay không nữa nha. Chay Audrey có nhiều bạn lắm á. Chay chỉ có một người bạn thôi nên là chay nhớ người ta. Chứ người ta có nhiều bạn quá, không biết người ta có nhớ mình không nhỉ đó. Có nhớ mình không nhỉ? Con nghĩ là Audrey có nhớ con không? Remember someone don't know me and be my friend. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, có người. I remember. Mọi nhớ gì? I remember Bali. Don't even know me. Ồ, con nhớ là Audrey không biết con. Con nhớ là Bali không biết con là ai hả? Mà muốn Bali biết là con chuẩn bị về Việt Nam, mình chuẩn bị cho chơi về Việt Nam thăm Bali với Audrey nè, với lại ba Vinh Sình nè. Rồi cái mình về biết chơi gì với Vinh Sình không? Chơi là hai đứa ngồi thi cắn móng tay, có đứa nào cắn sạch hơn. Đúng không? Đúng không? Nhớ không? Vậy hả? Ừ vậy đó hả? Có được đòi không? Đứng lên. 1, 2. Không có chơi kiểu đó. Không có phân này, không có vui như vậy, không có vui. Nó nói vậy vui mà, nó nói không có vui. Không, nó không vui. Mà con nhớ không, mà phải là con về Việt Nam là con ngồi con thi cắm móng tay với Bali. Rồi cái mẹ cầm một cái cây, ba Bảo cầm một cái cây. Cái ba Bảo để quýnh thằng Vinh Sình, con mẹ quýnh con. Phải không? Mà coi đứa nào cắm móng tay sạch hơn. Hai đứa là cắm móng tay làm trùm đó cô chú nè, coi cái móng tay nó nè. Đây mày cho cô chú con móng tay. Đây nè, nó cắn móng tay nè, có được đời đó không? Nó cắn dữ lắm đó. Bây giờ là nó là cái tập nó cắn móng tay dữ lắm cô chú ơi. Đây nè, coi cái móng tay này nè. Đó, nó cắn nè, đó. Đây nè, đó, cắn đó, thấy chưa? Thấy chưa? So mean. Mom, you can clean later. Trời ơi, Ngọc nói nó sao con kỳ quá vậy? Sao con dữ quá vậy? Nó nói mẹ có thể chơi sao mà. Rồi bây giờ là your turn. Phải không? Bây giờ là tới cái lượt của con phải không? Nhưng mà mẹ đụng vô cũng được vậy. Sao không được? Listen, sharing is not gonna be a bad sharing. It's gonna be no one thing
Okay. À chỉ được một bàn tay đụng vô thôi hả? Hai bàn tay đụng vô bị gì? Bị dẻ hả? Nổi dẻ hay gì? Thôi bà đặt chữ nghĩa quá, nói chữ nó nghĩa quá trời luôn. À, but nếu mà con để chơi vui thì mình phải chơi hai người chứ một người chơi đâu vui. But it's not fair what you think so. Nhưng mà sharing is caring mà. This is not. Sao vậy? Sharing is caring. First, we gotta say, can you play first nicely? Okay. And then ask what I wanted. Okay. And I would say yes, I want some. Ồ vậy bây giờ mày xin phép con nha. Mày nói chơi ơi, cho mày chơi chung với nha. Nha. Rồi bây giờ con cho mày chơi nha. Là tại vì hồi nãy giờ mẹ chơi mà mẹ không hỏi con phải không? Rồi bây giờ chơi ơi, chơi có thể nào cho mẹ chơi chung với chơi được không? Đó, rồi ok. Đấy là mẹ đúng phải hỏi nó mới cho chơi, đúng rồi. Rồi con lên con đàn giống y chang mẹ đi. Your turn. À, có ngồi nữa hả? Trời, bây giờ cho chơi mà cho ngồi nữa. Thấy ghê không? Bà, nghe cái gì đó, bài vẽ đồ dữ không? Rồi, lên đây. Rồi, lên đây. Lên đây, con ngồi mẹ. Lên đây. Rồi, giờ tới con hả? Ok. Rồi, ngồi đi. Ngồi lên. Rồi, cái tay để làm sao? Cái ngón tay nè. Đô. Nó sao kỳ vậy? Ờ rồi mẹ chơi rồi. Ok giờ nó con chơi đi. Nó nói là nãy mẹ chơi rồi, giờ để cho nó chơi. Nhưng mà mẹ chỉ con mà. I'm teaching you. No. Con không muốn học hả? À không muốn học thôi. Ok. Đứa nào học thì tôi chỉ, còn không học thôi cho ngu, ráng chịu. Cái này là để đựng để dựng cuốn tập á, mong mốt con biết đọc chữ rồi cái dựng lên cái con đàn. Mở lên, mở nhạc lên coi. Chưa, từ để mở nhạc lên coi. Thôi rồi. Đó. Mở. Đó. Thôi đừng có tắt. Kỳ ghê á, con này kỳ thiệt. Hay chưa? Không, mày không chơi đâu. Nhảy đi. Tàu lao dễ sợ luôn. Không, tàu lao tôi không biết ai tàu lao luôn á. Tàu lao. Nhảy đi. Nhảy ba lê. Nhớ không? Rồi ba lê. Đây là lâu quá không đi học múa ba lê nè. Trận dễ sợ không đó, bà trận ghê luôn á. Ghê chưa? Chưa vừa. Quá dữ, hay lắm.
ba lê nhảy vậy đó, đúng rồi con, đúng, ba lê nhảy vậy đó con, đúng rồi. Nó nói mẹ ba lê nhảy vậy đó mẹ. Chạy nó để điện thoại để đó đi, để chút mẹ trả lời sao, nhảy đi. Đúng rồi, nhảy ba lê là không có le lưỡi. Ba lê là không có le lưỡi. Trọc trọc trọc. Hay hay. Đúng rồi, ba lê là không có le lưỡi, không có trợn mắt nha. Trời ơi, chạy giống y chang ba lê luôn cô chú ơi. Đúng rồi, à, đúng rồi, nó nhảy đúng luôn. Sao biết ba lê nhảy vậy hay vậy trời. Trời ơi, trời ơi, nó có coi ai nhảy ba lê không mà nó nhảy. Nó nhảy theo cái điệu nhạc mà nó cảm á cô chú. Nó đang cảm nhạc như thế nào, nó nhảy theo kiểu đó đó. Thấy ghê nó chưa. Này là có, cũng có một cái khả năng cảm thụ âm nhạc nè. Ba lê giống buồn ngủ quá, nhảy giống xe rượu quá. Dạ. Ừ, quá. Trời ơi, xong rồi xin chào đó, chào đó, chào rồi xong đó. Bây giờ tiếp không, tiếp không? Dạ. Tiếp, 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 mở tiếp, mở tiếp, mở tiếp. Ok rồi. Rồi, rồi. Son nè, tấm nè. Rồi, rồi. Gọi mẹ chi trời. Điệu là con này nó lấy hết của mẹ nó rồi đó. Bây giờ nó là chảy nước đó cô chú, nó là chảy nước. Đẹp quá. Beautiful. Again. Chưa con mà. Trời có má. Kỳ ghê nha. Giữ chưa, cô chú thấy giữ chưa? Kỳ lắm. Nó nói vậy đó là cũng là một kiểu. Trời ơi, quá dữ luôn, quá dữ luôn. Giờ là lăn lê bò lết luôn. Ui cha ơi. Nghe nhạc mà nhảy đi, nghe nhạc mà nhảy đi đừng nói nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dây này thì cái rồi hết nhạc rồi đó. Lên mắm đi, lên mắm đi, con tự lên mắm đi. Cái chân làm gì mà trời, cái chân con bầm dữ vậy hả chay? Cái chân con làm gì bầm dữ vậy chay? Trời đất ơi, đâu bị gì đâu, bị đâu, bị gì đâu? Ồ vậy hả con, mà sao con bị vậy vậy? Ồ ồ vậy hả con? Ờ nè con coi nè, cái chân con bị bầm nè. Trời ơi con, đó con cho con chạy con té con ấy rồi hoài đó. Lớn 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 chút nha. Mở lớn. Không, cái đó là record rồi, đừng bắt tập 7. Thank you.
Dạ, yeah, hát quá hay. Con của mẹ phải hát hay chứ. Không, mà mừng ngày sinh nhật của mẹ. Hay quá.